Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Kênh mình mới làm thêm một số video review truyện tranh để phát triển kênh rất mong mọi người ủng hộ nha. Đây là video truyện audio, Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2085 đến 2089. Tập 2085. Diệt hồn lục tâm kiếm. Diệp Thần trong lòng gầm thét, một kiếm oai xuyên thủng thiên cổ, quỷ ảnh tử ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía một kiếm này, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, trong tay rắn độc vậy trường kiếm đổi lại phương hướng nên hướng diệp thần một khắc sau song kiếm va chạm quỷ ảnh tử trường kiếm trong tay ngay tức thì bể tan tành hắn hết thảy kiếm ý sát khí bị dễ như bỡn mất đi đáng sợ hủy diệt lực cùng vô tận sát ý cuốn tới cuồn cuộn thần hồn lực trào vào bên trong cơ thể quỷ ảnh tử ở trong nháy mắt cảm giác được vô tận hắc ám cùng tử ý hắn thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết thân thể liền ngay tức thì tán loạn âm âm nổ tung tiêu tán ở giữa trời đất được trong tử linh điện thanh vạn kiếp đột nhiên vỗ tay khen hay hắn trong mắt còn có vẻ kinh hãi. Quỷ ảnh tử là thanh vạn kiếp phân thân, Diệp Thần chém chết quỷ ảnh tử vận dụng hết thảy lực lượng, đều bị thanh vạn kiếp cảm giác rõ ràng. Giờ khắc này, thanh vạn kiếp cảm thấy Diệp Thần nắm giữ hủy diệt lực cùng cùng bạo sát ý, đậm đà tới cực điểm. Thanh Lam không có nói sai, Diệp Thần trời xanh vì giết hại mà sống, là nhất định phải trở thành là cao nhất sát thủ tồn tại. Thằng nhóc này, ắt sẽ trở thành ta tử linh điện mạnh nhất sát thủ. Thanh Vạn Kiếp ánh mắt hưng phấn chắc chắn nói: nghe được thanh vạn kiếp lời này một bên thanh lam cũng không có so kinh ngạc dù là nàng biết diệp thần thiên phú bất phàm nhưng thanh vạn kiếp chưa bao giờ đối với một người có cao như vậy đánh giá xem ra nàng vẫn là xem thường diệp thần cùng lúc đó huyết u bên trong động sống sót sau tai nạn nam cung cùng phách nhìn sát ý nghiêm nghị lăng không đứng diệp thần trong mắt tràn đầy rung động cùng cảm kích quỷ ảnh tử đã bị diệp thần một kiếm lao đi liền cặn bã đều không còn dư lại hoàn toàn tiêu tán ở phương thiên địa này tới giữa mà Diệp Thần vì sao chém chết quỷ ảnh tử, Nam cung Cùng Phách không biết, chỉ là không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần hành động này cứu mạng hắn. Nam cung Cùng Phách có thể trở thành bá chủ một phương và hắn thực lực có liên quan, nhưng cũng cùng hắn tri ân báo đáp, không giả làm bộ làm người có liên quan. Ở trong huyết u cốc, ủng hộ Nam cung Cùng Phách người hoặc thế lực rất nhiều, tất cả đều là bởi vì một điểm này. Giờ phút này, nhìn Diệp Thần, Nam cung Cùng Phách lúc này cao giọng nói, đa tạ tiểu hữu cứu tính mạng của ta ta nguyện đem máu này hang động âm u tặng cho tiểu hữu mong rằng nhận lấy nghe được nam cung cuồng phách phải đem huyết u động tặng cho diệp thần hắn một đám giới quyền đều khiếp sợ nhìn về phía nam cung cuồng phách máu này hang động âm u bên trong thiên tài địa bảo vô số không biết có nhiều ít thế lực mơ ước liên liên lần này ám sát cũng rất có thể cùng huyết u động có liên quan như vậy bảo địa nam cung cuồng phách lại cứ như vậy đưa cho diệp thần quá mức để cho ngoài ý người bình thường cho dù là diệp thần Nghe nói như vậy cũng là kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung cuồng phách, sau đó lắc đầu một cái. Ta chém chết cái này quỷ ảnh tử, bất quá là bởi vì có người mua mạng hắn, cũng không phải là tận lực cứu ngươi, máu này hang động âm u ta sẽ không cần. Nghe vậy, Nam Cung cuồng phách thân thể chấn động một cái, lúc này mới rõ ràng người xuất thủ, lại là vực ngoại nổi tiếng quỷ ảnh tử. Hừ, những người này, vì muốn mạng ta, lại liền quỷ ảnh tử cũng mời nổi, thật đúng là không chừa thủ đoạn nào nam cung cùng phách trong mắt lóe lên vô tận sát ý đã như vậy ta liền cùng các ngươi thật tốt so chiêu một chút các ngươi sẽ là hôm nay hết thảy trả giá thật lớn ý niệm trong lòng vừa chuyển mà qua nam cung cùng phách nhìn diệp thần như là lần nữa mở miệng nói tiểu hữu bất luận ngươi vì sao ra tay nhưng cuối cùng là cứu mạng ta máu này hang động âm u tặng cho tiểu hữu là ngươi nên được nam cung cùng phách cố ý đem huyết u động đưa cho diệp thần một mặt là báo đáp ân cứu mạng mặt khác cũng là bởi vì là có thể mượn chiêu này ôm diệp thần cái này đem trở thành hắn một đại chiến lực. Chỉ là không biết làm sao, Diệp Thần đối với huyết u động không có hứng thú chút nào, hắn chú ý điểm chính hôm nay đều ở đây huyết mạch sơ khai trên. Hôm nay thành công ám sát quỷ ảnh tử, hoàn thành thành vạn kiếp khảo nghiệm, Diệp Thần khoảng cách huyết mạch sơ khai lại gần một bước, giờ phút này hắn muốn làm nhất chính là lập tức trở về đến Tử Linh Điện. Không cần, Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn Nam cung cuồng Phách, ngay sau đó mở miệng nói, ngày sau có duyên phận tạm biệt. Dứt lời, diệp thần không cho nam cung Cùng phách chút nào giữ lại cơ hội thân hình chớp mắt trực tiếp xông lên tiêu lên trở về tử linh điện nhìn diệp thần rời đi nam cung Cùng phách không khỏi thất vọng lắc đầu một cái ngay sau đó thu hồi tầm mắt như là nhìn về phía một đám giới quyền thông chi một chút đi cùng phong cùng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ta những năm này đối với những tên kia vẫn là quá nhân từ hẳn để cho bọn họ biết dám can đảm chọc giận ta giá phải trả một ngày sau diệp thần trở về tử linh điện mới vừa vừa đi vào đại điện liên thấy tử linh điện phần lớn người lại đều ở chỗ này thanh vạn kiếp ngồi tại đại điện vị trí đầu não bên trên bên người thanh lam hầu hạ hắn ánh mắt thưởng thức nhìn diệp thần lộ ra hào phóng nụ cười rất tốt rất tốt thanh vạn kiếp cười lớn vỗ tay nói tiếp không nghĩ tới ngươi thật có thể thành công ám sát quỷ ảnh tử ta rất thưởng thức ngươi hoan nghênh gia nhập tử linh điện tử linh thiên ấn là tài sản của ngươi thanh vạn kiếp vung tay lên một đạo tràn đầy tử linh dùng mình cùng sát khí nồng nặc lệnh bài liền bay đến diệp thần trong tay. Lệnh bài chất liệu lạnh như băng, tựa như ngọc thạch vậy, cũng không so cứng rắn. ở lệnh bài chính diện thì chạm trổ tử linh điện dấu vết, phía sau chính là một cái khoáng đạt đại khí chữ thiên. đối với lệnh bài kia diệp thần cũng không rõ ràng trong đó hàm nghĩa, nhưng trong đại điện rất nhiều sát thủ giờ phút này nhưng đều là kinh ngạc nhìn diệp thần. tử linh điện sát thủ có cấp bậc cao nhất chính là thiên cấp tử linh thiên ấn đại biểu tử linh điện có tiềm lực nhất sát thủ mà có Tử Linh Thiên ấn người, ở toàn bộ Tử Linh điện cũng không quá chín vị, hôm nay tính luôn Diệp Thần, tổng cộng 10 vị. Diệp Thần lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, liền có thể lấy Thánh tổ cảnh tu vi chém chết quỷ ảnh tử, cái này chiến tích xác thực bất phàm, dù sao đối phương cũng là vực ngoại cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Vì vậy, Tử Linh điện đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có nghi ngờ Diệp Thần xứng với cái này Tử Linh Thiên ấn. Trong chốc lát, trong đại điện sát thủ cũng hướng Diệp Thần biểu thị chúc mừng, lời nói tới giữa có ý lấy lòng. Diệp Thần như vậy trẻ tuổi, liền tay cầm Tử Linh Thiên Ấn, tư chất nghịch thiên, lớn lên nhất định là bá chủ một phương, lúc này không đạt được kết quả tốt, còn đợi lúc nào? Đối với những thứ này lấy lòng, Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt đáp lại, và hắn trần dạ thân phận tương xứng đôi. Thấy một màn này, Thanh Vạn Kiếp hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó vung tay lên, tốt lắm, Trần Dạ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đi về nghỉ, đều lui ra đi. Nghe vậy, ra tên sát thủ dối rít cáo lui, Diệp Thần cũng là xông lên thanh vạn kiếp khách khí thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Thành tựu Tử Linh Thiên Ấn người có, Diệp Thần ở Tử Linh Điện chỗ ở sớm đã có người sắp xếp xong xuôi, là một nơi khoáng đạt hào hùng đại điện. Mặc dù không bằng thanh vạn kiếp chỗ ở, nhưng so với tầm thường sát thủ đình viện cũng coi là cực kỳ tốt. Ngồi ở trong đại điện, Diệp Thần thưởng thức trước Tử Linh Thiên Ấn, ánh mắt chớp động. Trước mắt đã thành công gia nhập Tử Linh Điện, nhưng đến gần huyết mạch sơ khai cơ hội lại không có, cái này làm cho hắn vội vàng dẫu sao luân hồi huyết mạch cùng hơi thở áp chế chỉ có một tháng thời gian qua đoạn này kỳ hạn hắn vẫn không có thể đạt được huyết mạch sơ khai cũng chỉ có thể buông thà. thậm chí diệp thần vốn định luyện hóa phần thiên tự tại trời bây giờ nhìn lại vậy không có ở đây cho phép hắn làm như vậy chỉ là không có cơ hội diệp thần cũng không cách nào cưỡng cầu giờ phút này chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến vì vậy cũng là ngồi xếp bằng xuống chuyên tâm tu luyện đêm đến diệp thần đột nhiên từ trong tu luyện mở hai mắt ra vô tận hàn mang tách thả ra ra hắn nghe được ngoại giới truyền tới tiếng hò giết, tựa hồ có người xông vào tử linh điện. Là ai? Diệp thần thông suốt đứng dậy, nếu quả thật có người dám can đảm xông vào tử linh điện, ở hôm nay cái này giây phút, chỉ sợ cũng là hướng về phía huyết mạch sơ khai tới, không đúng hắn có thể mượn này cơ hội, thừa dịp loạn đem huyết mạch sơ khai cướp đi. Ngay tại diệp thần suy đoán lúc đó, như là phát hiện mấy người xông vào chỗ ở mình đại điện, cái này mấy người thực lực tất cả đều là càng khôn cảnh, bất quá chỉ là càng khôn cảnh trung kỳ. Thực lực bực này vậy dám xông vào tử linh điện là đi tìm cái chết chứ. Diệp thần ánh mắt lạnh lùng, một khắc sau thân hình chớp mắt, trực tiếp hướng xông vào mấy người lên. Tới trước tổng cộng 5 người, tựa hồ là huynh đệ ruột, chán tới giữa đều có chút tương tự, hơn nữa đều là dùng kiếm. Không nghĩ tới, cái này trong đại điện vẫn còn có một vị thánh tổ cảnh con kiến hôi, ngươi là người nào. Giờ phút này, thấy diệp thần, một nhóm 5 người đều kinh ngạc, nghi hoặc nhìn diệp thần, có người còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn hiển nhiên nhận vì mình ăn chắc diệp thần các ngươi dám xông vào tử linh điện một con đường chết diệp thần thời khắc nhớ kỹ trước mình trần dạ thân phận mặt mũi lạnh lùng căn bản không có cùng bọn họ nói nhảm dự định ngay tức thì ra tay suy diệp thần vô tận sát ý xông lên tiêu lên một kiếm đâm ra hủy diệt mộ đạo bùng nổ mất đi tinh không vậy cuồn cuộn hủy diệt lực ùn ùn kéo đến gào thét ra đối mặt một kiếm này nguyên bản tự tin vô cùng năm người tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi Diệp Thần cảnh giới mặc dù thấp, nhưng bộc phát ra lực lượng nhưng vượt xa bọn họ. Hơn nữa cái này mất đi vạn vật hủy diệt lực và sát ý, càng làm cho bọn họ cảm thấy không cách nào ngăn cản, cực kỳ kinh khủng. Người rốt cuộc là người nào? Có người mở miệng kinh hô, thi triển trường kiếm muốn ngăn trở Diệp Thần, nhưng bị hủy diệt lực cuộn sạch, một khắc sau ngay tức thì mất đi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, chỉ gặp hủy diệt lực cuộn sạch, cái này năm người tiếp liền mất đi, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng đảo mắt trực tiếp liền toàn bộ bị xóa bỏ. Một đám ngu ngốc. Diệp thần lắc đầu một cái, từ linh điện địa, địa phương như vậy, bất quá càn khôn cảnh trung kỳ liền dám xông vào. Cho dù là mưu đồ huyết mạch sơ khai, vậy là chịu chết hành vi, chỉ sợ là bị người làm thương xử. Giờ phút này, giải quyết xông vào mình đại điện người, diệp thần thân hình chớp mắt, đi thẳng tới ngoại giới. Trước mắt là vô tận cùng bạo chiến đấu, un un kéo đến võ giả cùng bạo tới, số lượng mặc dù nhiều, nhưng là liền bổ thiên cảnh đỉnh cấp võ giả đều có, thực lực kém không đủ. Chẳng qua là người tới dẫu sao quá nhiều, hơn nữa cũng có không thiếu càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại. Từ linh điện bọn sát thủ cũng đang ra sức chống cự, nhưng là đối mặt cái này cùng bạo đám người, vẫn là chết tổn thương thảm trọng. Trần Dạ, mau tới hỗ trợ. Giờ phút này, có sát thủ thấy được Diệp Thần, biết đây là bị ban cho Tử Linh Thiên Ấn tồn tại, lập tức mở miệng nhờ giúp đỡ. Nghe vậy, không thiếu mạnh sông Tử Linh Điện võ giả đều nhìn về Diệp Thần, phát hiện diệp thần cảnh giới nhỏ không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái ha 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 từ linh điện vậy bất quá như vậy thôi lại trông cậy vào như vậy một con kiến hôi ngăn trở chúng ta hừ thằng nhóc ngươi vẫn là mau thối lui đi ngay cả chúng ta một kiếm cũng ngăn cản không dưới xem náo nhiệt gì từng đạo giọng châm chọc vang lên đại đa số võ giả cũng đối với diệp thần tỏ vẻ khinh thường nhưng cũng có người ánh mắt cảnh giác các ngươi đều là ngu xuẩn sao nếu như cái thằng nhóc này thật như thế đơn giản từ linh điện người tại sao trông cậy vào hắn ra tay. Thằng nhóc này tuyệt đối có cổ quái, cẩn thận một chút. Nghe vậy, một đám võ giả ánh mắt cũng trang nghiêm, mà một tôn Càn Khôn cảnh năm tầng thiên võ giả như là cười lạnh nhìn về phía Diệp thần. Hừ, coi như hắn có cổ quái, vừa có thể mạnh đi nơi nào, sẽ để cho để ta giải quyết cái thằng nhóc này. Tên này càng Khôn cảnh năm tầng thiên võ giả, là một vị dùng đao đại hán khôi ngô, trên mình hơi thở cuồng bạo như sấm, mọi cử động có lôi quang chợt hiện giờ phút này tên này đại hán cười gằn nhìn về phía diệp thần đột nhiên một đao chém xuống đi chết đi cho ta làm bộ tiểu quỷ oanh trên bầu trời có cùng bạo sấm sét nổ vang từng đạo sấm sét lại bị đại hán này dẫn dắt xuống phụ thuộc vào ở trường đao bên trên vô tận lôi quang tách thả ra hung hăng chém về phía diệp thần cái này một đao khí thế cuồng bạo dường như muốn đem diệp thần một đao chém thành hai nửa thấy một màn này không ít người cũng mặt lộ khen ngợi vẻ tên này thực lực lại tăng lên cái này lôi quang xé trời đao cùng bạo vô địch, thằng nhóc này quả quyết là không ngăn được. Không sai, thằng nhóc này cảnh giới quá thấp, cho dù có vài bản lãnh, cũng không khả năng ăn được tiêu cái này một đao. Tiếng nghị luận vang lên, Diệp Thần mặt không cảm giác, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái này một đao, như là một hơi một tí. Thấy vậy, không ít người cũng cảm thấy Diệp Thần bị sợ choáng váng, liền né tránh đều quên, rồi rít lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là từ linh điện bọn sát thủ, nhưng là rõ ràng Diệp Thần bản lãnh, biết diệp thần thành công chém giết quỷ ảnh tử. Đây chính là vực ngoại nêu cao tên tuổi sát thủ, cũng bỏ mạng ở diệp thần trong tay, trước mắt đại hán này, không thể nào là diệp thần đối thủ. Giờ phút này, không ít người ánh mắt cũng hội tụ ở diệp thần trên người hai người, nhìn diệp thần không nhúc nhích đứng ở dưới trường đao. Ở lôi quang trường đao sắp cầm diệp thần chém thành hai đoạn thời điểm, diệp thần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vô tận dùng mình cuồn cuộn, hủy diệt vậy sát ý xông lên tiêu lên. Nhận ra được cái này cùng bạo sát ý, đại hán sắc mặt đột nhiên biến đổi sát ý này quá mức đáng sợ thậm chí để cho hắn cả người lạnh như băng trong nháy mắt hắn liền rõ ràng mình tựa hồ đá gậy sắt cái gì gà vườn chó đất cũng dám đối với ta ra tay diệp thần lạnh nhạt vừa nói sát kiếm hàn mang tách thả ra một đạo kinh thế kiếm quang xuyên thủng hư không bể tan tành chư thiên ngay tức thì chúng mục tiêu trường đao ẩm lôi quang nổ tung trường đao ầm ầm bể tan tành từng đạo trường đao mảnh vỡ bắn về phía bốn phương mà sát kiếm đã xuyên qua hết thảy trực tiếp đâm vào đại hán ngực. Ngươi! Nhìn Diệp Thần, đại hán ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình sẽ dễ dàng như vậy bị Diệp Thần một kiếm chém chết, đây rốt cuộc là dạng gì quái vật à? Đại hán trong miệng nói căn bản không có cơ hội nói xong, cùng bạo hủy diệt mộ đạo liền tràn ngập hắn thân thể, một khắc sau hắn liền hóa thành hư không, hoàn toàn tiêu trừ. Một màn này, vậy chấn nhiếp vô số xông vào Tử Linh Điện võ giả, tất cả đều ánh mắt kinh hãi nhìn Diệp Thần, lại cũng không còn trước kia khinh thị mà diệp thần đối với những võ giả này lại không có hơn nhiều hứng thú bọn họ đại đa số đều là con chốt thí dùng để hấp dẫn tầm mắt kéo từ linh điện sát thủ mà thôi chân chính người có uy hiếp đã không để ý hết thảy xông vào từ linh điện trong đại điện hướng huyết mạch sơ khai đi tập 2086 diệp thần ánh mắt lóe lên muốn cướp lấy huyết mạch sơ khai hắn ở chỗ này đối phó những võ giả này cũng không có dùng hắn cũng phải xông vào đại điện tìm cơ hội một khắc sau diệp thần thân hình chớp mắt trực tiếp hướng đại điện phòng tới tiến vào trong đại điện diệp thần phát hiện người nơi này mặc dù thiếu nhưng chiến đấu như hơn nữa đáng sợ giao thủ người mỗi một lần va chạm đều là hủy thiên diệt địa cuồng bạo đánh vào cuộn sạch trong đại điện tổng cộng có 10 người trong đó 7 vị như là xông vào tử linh điện mưu đồ huyết mạch sơ khai võ giả còn lại ba tên sát thủ mới là tử linh điện người những võ giả này cảnh giới đều là càng khôn cảnh hậu kỳ thực lực đại khái tương đương mà ba đối với bảy dưới tình huống tử linh điện người đã nguy ở một sớm một chiều thấy diệp thần cái này ba tên tử linh điện sát thủ lập tức lộ ra thần sắc kích động vội vàng hét trần dạ đi mau đi thông báo cái khác tử linh thiên ấn người có và điện chủ cái này ba tên sát thủ cũng rất rõ ràng ba đối với bảy coi như gia nhập diệp thần cũng bất quá là bốn đối với bảy đối chiến cục không có nhiều ít ảnh hưởng cuối cùng là phải bị những người này nghiền ép cho nên bọn họ quyết định kéo bảy người này để cho diệp thần đi thông báo cái khác nắm giữ tử linh thiên ấn thiên cấp sát thủ và thanh vạn kiếp chỉ cần tăng viện chạy tới bảy người này không đủ gây sợ hãi mà diệp thần nghe nói như vậy như là có chút trần chờ hắn muốn nuôi đồ huyết mạch sơ khai không muốn rời đi đại điện chỉ là không đi nói lại quá mức chọc người hoài nghi ngay tại diệp thần trần chờ lúc đó đang đang vây công ba tên sát thủ bảy vị người xâm nhập đột nhiên lao ra hai vị trực tiếp hướng diệp thần cuồng bạo đánh tới thằng nhóc muốn đi mật báo tin tức không thể nào giờ phút này cái này hai người sắc mặt giữ tợn gầm lên trước một người cầm côn một người cầm súng hung hăng hướng Diệp Thần đâm tới. Thấy bọn họ ra tay, Diệp Thần đáy mắt như là hiện lên vẻ vui mừng, một khắc sau trực tiếp cùng bọn họ đánh nhau. À, lần này xong rồi. Thấy Diệp Thần bị người kéo, ba tên sát thủ không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ là một khắc sau, bọn họ liền bị năm người cùng bạo thế công nơi cuộn sạch, không rảnh lại chiếu cố đến Diệp Thần tình trạng. Diệp Thần cùng hai vị cường giả đánh nhau, sát kiếm bộc phát ra từng đạo kinh thế hàn mang, đem bọn họ thế công toàn bộ chặn. Diệp Thần cùng hai vị càng khôn cảnh cường giả đánh nhau, mỗi một lần va chạm cũng làm cho cả đại điện chấn động. Cái này hai người thoạt nhìn là bạn tốt nhiều năm, liên thủ thế công mười phần rắn chắc, không cho Diệp Thần chút nào thở dốc cơ hội. Linh Lung thường trận, cuồng sát côn trận. Giờ phút này, một thương một côn bể tan tành hư không, rung động thiên địa, cùng bạo thương ảnh cùng côn ảnh giống như gió lớn mau mưa vậy rồi rít đâm tới. Diệp Thần thấy một màn này, trong mắt sắc bén phun trào, sau lưng có vô tận sát ý hội tụ hàn giết mất đi thiên trận diệp thần chiến ý cuồng bạo thân hình giống như quỷ mị vậy qua lại ở thương ảnh gậy gộc bên trong một kiếm tiếp theo một kiếm liên miên chém ra thấu xương uy nghiêm bao phủ hai người rắc rắc giờ khác này súng côn đồng thời bể tan tành diệp thần giống như cuồng long ra biển ngay tức thì hạ xuống ở trước mặt hai người trong tay sát kiếm sáng lên diệt thế kiếm mang đột nhiên chém xuống phốc hai đạo thân ảnh đổ bay ra hủy diệt lực xâm nhập thân xác cái này hai vị cường giả lại cũng không ngăn nổi diệp thần thân hình ầm ầm nổ tung hoàn toàn mất đi hóa thành hư không. Thấy một màn này, từ linh điện ba tên sát thủ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, mà vây công bọn họ năm vị cường giả vậy mất lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp thần chiến lực ngút trời, lấy một trọi hai chém chết hai người, hôm nay bọn họ chỉ còn lại năm người, không nhất định địch nổi Diệp thần cùng từ linh điện ba tên sát thủ liên hiệp. Không xong, cầm đầu một vị tóc đỏ nam tử sắc mặt âm trầm, đang đang suy tư đối sách, nhưng gặp Diệp thần đã cầm kiếm cùng bạo đánh tới. Thằng nhóc giỏi, sát ý như vậy cùng bạo, chỉ sợ là thanh vạn kiếp đặc biệt đào tạo đi vào thời khắc này ba đạo thân ảnh đột nhiên từ đại điện ra vọt tới một vị trong đó mặc trường bào màu xám gầy đét cụ già cười quỷ dị một trưởng hướng diệp thần hung hăng đánh tới một trưởng này phảng phất có vô cùng chư thiên ở trong đó sinh diệt cùng bạo sức mạnh to lớn thậm chí có thể dung chuyển hoàn vũ diệp thần không khỏi sắc mặt biến đổi đột nhiên xoay người một kiếm tiến lên đón oanh diệp thần thân hình đổ bay ra đập xuống tại đại điện trên vách tường khóe miệng tràn ra một chút máu tươi trong cơ thể hơi thở cũng đổi được rối loạn. Ngắm nhìn áo bào xám cụ già, Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, đối phương bất ngờ là một vị thủy nguyên cảnh cường giả, giờ phút này tiến vào đại điện ba người, đều là cảnh giới này. Ồ, ngược lại có chút ý. Áo bào xám cụ già nhìn Diệp Thần, cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau nhói, có cuồn cuộn hủy diệt lực ở ăn mòn, không khỏi nhìn Diệp Thần ánh mắt híp lại. Ngươi rất có tiềm lực, bất quá càng thiên tư siêu tuyệt, càng đáng chết. Áo bào xám cụ già sát ý bùng nổ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, "Hôm nay chúng ta mạnh sông Tử Linh Điện, ắt sẽ gặp phải trả thù. Người như vậy tiềm lực phi phàm hạt giống chỉ có một con đường chết, chúng ta có thể không sẽ lưu lại cho mình hậu hoạn." Nghe nói như vậy, Diệp Thần ánh mắt càng thêm ngương trọng, áo bào xám cụ già đem mình coi là thanh vạn kiếp tự mình đào tạo người, như là để cho hắn có khổ khó nói, hắn cũng không sẽ vì Tử Linh Điện tới báo thù những người này, bởi vì hắn và mục đích của những người này giống nhau, cũng là vì huyết mạch sơ khai. Các ngươi hai cái, đi nhanh đem huyết mạch sơ khai cướp lấy, để ta giải quyết cái thằng nhóc này, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Áo bào xám cụ già nhìn về phía cái khác hai vị đồng bạn, không chút do so dự mở miệng nói. Yên tâm, Thanh Vạn Kiếp mới vừa rời đi, hắn không về được. Hừ, đừng hết lấy xem nhẹ, cầm huyết mạch sơ khai liền đi. Giờ phút này, hai người khác ánh mắt lạnh lùng nói, trực tiếp xông lên đại điện chỗ sâu đi. Nghe bọn họ đối thoại, Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng nội tâm lại có chút nóng này. Ba tên thủy nguyên cảnh điều động, muốn đoạt đi huyết mạch sơ khai, hắn muốn từ cái này ba người trong tay cướp đoạt huyết mạch sơ khai nhưng là vô cùng khó khăn, có thể lại không cách nào ngăn cản. Áo bào xám cụ già mắt lom lom, Diệp Thần căn bản không cơ hội, ngược lại muốn bày trận mà đợi lão này thế công. Đây là, áo bào xám cụ già cũng là đột nhiên ra tay, một trưởng lại lần nữa đánh tới, cuồn cuộn linh khí ở hắn quanh người lưu chuyển. Từng đạo dung luyện chư thiên ngọn lửa ở hắn lòng bàn tay gầm thét lên, hướng diệp thần chiếu nghiêng xuống lửa cháy bừng bừng đúc thiên trường. áo bào xám cụ già mặt mũi giữ tợn cười lớn thằng nhóc ta phải đem ngươi hoàn toàn dung luyện cầm ngươi hết thảy lực lượng chiếm đoạt một trường này ầm ầm tới ánh lửa vô tận bên trong phảng phất có một tòa đúc nóng chư thiên đáng sợ dung luyện cuồn cuộn lực cắn nuốt bùng nổ thấy vậy diệp thần nghiêm nghị đây chính là thủy nguyên cảnh hắn cũng khó mà ngăn cản huống chi trong cơ thể luân hồi huyết mạch bị phong cấm thực lực hạ xuống rất nhiều diệt hồn lục tâm kiếm diệp thần trong lòng gầm thét lại lần nữa thúc giục một kiếm này cùng bạo hủy diệt lực cùng thần hồn lực xen lẫn hòa hợp chung một chỗ trong nháy mắt sát kiếm cùng ánh lửa vô tận đụng vào nhau hủy diệt mộ đạo phai mờ hết thảy để cho ánh lửa cũng ảm đạm xuống chỉ là đối mặt trong ánh lửa đáng sợ lò luyện diệp thần nhưng không cách nào dung chuyển cái này đúc nóng chư thiên lò luyện hung hăng chấn áp xuống tới phải đem diệp thần hoàn toàn luyện hóa gay go diệp thần lạnh nhạt sắc mặt cũng không khỏi lộ vẻ xúc động bị cái này lò luyện trấn áp hắn cũng phải hiểm chết còn sinh ngay tại diệp thần chuẩn bị không để ý hết thảy phóng thích luân hồi huyết mạch vượt qua cái này một nguy cơ lúc đó một đạo để cho vực ngoại cũng rung động tiếng giống giận vang lên các ngươi những thứ này vô liêm sỉ thật là thật là to gan giờ khắc này giữa trời đất bị vô tận tử khí nơi tràn ngập một đạo cùng bạo vô địch sát ý chấn thiên ảo ảnh xông vào đại điện trong nháy mắt còn ở cười gần áo bào xám cụ già đột nhiên sắc mặt ngương trệ một cái trong mắt hiện lên vô tận vẻ kinh hãi, chật vật nhìn về phía vậy đạo ảo ảnh. "Thanh Vạn Kiếp, ngươi làm sao có thể ở thời khắc này trở về?" Áo bào xám cụ già sợ hãi vừa nói, bên trong thân thể nhưng có một từng đạo chói mắt sắc bén, đi đôi với vô tận sắc khí bắn ra. Sắc bén trong chốc lát bao phủ toàn bộ đại điện, tiêu tán sau đó, ông già thân hình như là hoàn toàn biến mất. Áo bào xám cụ già bị Thanh Vạn Kiếp một kiếm xóa bỏ, Diệp Thần vậy tránh được một kiếp, giờ phút này không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhìn thanh vạn kiếp xông vào đại điện chỗ sâu không ngươi làm sao sẽ trở về không muốn à ta không thể chết được ta là đại điện chỗ sâu truyền tới hoảng sợ tiếng hô chỉ là còn chưa nói xong liền hơi ngừng sát ý đáng sợ từ đại điện chỗ sâu mãnh liệt truyền tới phảng phất có một tôn vô địch sát thần ở trong đó trắng trợn giết hại đoạn tuyệt hết thảy sức sống thanh vạn kiếp thực lực xác thực bất phàm không hổ là đệ nhất sát thủ liền liền thủy nguyên cảnh cũng là một chưa toi mạng căn bản không có bất kỳ thở dốc cơ hội. Diệp Thần mắt nhìn hết thảy các thứ này, biết sông vào đại điện hai người thủy nguyên cảnh cường giả nhất định bỏ mình, không khỏi lắc đầu một cái. Nguyên bản Diệp Thần còn muốn thừa dịp lần này cơ hội, thử nghiệm có thể hay không đoạt được huyết mạch sơ khai, lần này xem ra là hoàn toàn không cơ hội. Bởi vì thanh vạn kiếp xuất hiện, vốn là còn muốn cướp đoạt huyết mạch sơ khai các võ giả kinh hãi muốn chết, nơi nào còn dám dừng lại, rồi rít chạy trốn rời đi. Từ linh điện không thiếu sát thủ xông lên đánh ra, muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy có một từng đạo tử từ linh điện sát thủ bóng người, giờ phút này như là đi vào tử linh điện bên trong, bọn họ khí chất lạnh lùng, sát ý phong phú, mỗi một vị thực lực cũng không phải chuyện đùa. Tiến vào tử linh điện sát thủ cộng 6 vị, mỗi một vị thực lực cũng không phải chuyện đùa, từng cái ánh mắt rét lạnh, tiết lộ ra vô tận sát ý. Mà khi bọn hắn thấy Diệp Thần, như là sắc mặt hơi chậm, khẽ vút cảm, sau đó tự đi đi đến đại điện các phe, chấn thủ chừng Cùng lúc đó, mới vừa bị nhiều tên người xâm nhập vây công, hiểm tượng hoàn sinh thiếu chút nữa bỏ mình ba vị càng khôn cảnh hậu kỳ sát thủ giờ phút này vậy đi tới. Bọn họ ba người trước là cho Diệp Thần một cái cảm kích ánh mắt, hiển nhiên là cảm ơn Diệp Thần mới xuất hiện, giúp bọn họ kéo hai người, để cho bọn họ không có bỏ mình. Sau đó, cái này ba người cũng là tiến vào đại điện xó xỉnh bên trong, tự đi chấn thủ. Lúc này, Diệp Thần đã như vậy, bất luận là trong đại điện lúc trước chiến đấu ba tên sát thủ, vẫn là đến tiếp sau này tiến vào sáu vị, cũng đều là nắm giữ tử linh thiên ấn thiên cấp sát thủ và mình như nhau. Thiên cấp sát thủ là tử linh điện trừ thanh vạn kiếp ra chiến lực mạnh nhất, đại điện chỗ sâu có huyết mạch sơ khai. Bọn họ những ngày qua cấp sát thủ tự nhiên muốn vai chịu trách nhiệm, chủ động hiện thân bảo vệ. Diệp thần học những người khác như nhau, cũng là không nói một lời đứng ở trong đại điện, âm thầm nhưng ở xem xét những thứ này đồng dạng là thiên cấp sát thủ tồn tại. Trong những người này, yếu nhất cũng là càn khôn cảnh hậu kỳ võ giả, mà có hai vị mạnh nhất lại đạt tới thủy nguyên cảnh hai vị thủy nguyên cảnh sát thủ chỉ là đứng ở nơi đó liền để cho người cảm nhận được vô cùng vô tận tử khí sát ý đang lưu chuyển phảng phất có một khối tử vong thế giới ở vây quanh bọn họ vô tận tử vong quy tắc bị bọn họ nắm trong tay điều động khi thế thật là kinh người dưới so sánh thanh vạn kiếp mặc dù mạnh hơn nhưng chính vì hắn quá mạnh mẽ hắn khi thế có thể hoàn toàn thu liễm nếu không phải tận lực phóng thích người bình thường căn bản không nhìn ra thanh vạn kiếp đáng sợ thậm chí sẽ cảm thấy hắn là người bình thường đây chính là đệ nhất sát thủ chỗ kinh khủng ngay tại lúc này thanh vạn kiếp cũng là từ đại điện chỗ sâu đi ra hắn cả người khí thế vững vàng thậm chí là yên lặng chút nào không nhìn ra hắn mới vừa sấm xét ra tay ngay tức thì diệt tuyệt ba vị thủy nguyên cảnh cường giả giờ phút này thanh vạn kiếp nhìn diệp thần cùng thiên cấp sát thủ lạnh nhạt gật đầu một cái đều đến ừ điện chủ đám người cùng kêu lên kêu rất tốt thanh vạn kiếp ánh mắt híp một cái ngay sau đó mở miệng nói bảo vệ huyết mạch sơ khai trách nhiệm nặng nề liền giao cho các ngươi mười người không nên để cho ta thất vọng." Thanh Vạn Kiếp dứt lời, cánh tay một vung, chỉ hướng đại điện chỗ sâu, "Đi đi, người bất kỳ dám vào nhập, cũng giết chết không bị tội." "Ừ." Nghe vậy, đám người lại lần nữa đáp ứng, ngay sau đó liền hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Diệp Thần giống vậy ở chỗ này hàng ngũ bên trong, hắn nội tâm lại là có chút kích động, không nghĩ tới bởi vì những thứ này tự tiện xông vào Tử Linh điện, muốn cướp lấy huyết mạch sơ khai người xuất hiện, lại cho hắn như vậy một cái thời cơ. Ẩn núp liền lâu như vậy, Diệp Thần cùng chính là đến gần huyết mạch sơ khai cơ hội, thanh vạn kiếp để cho bọn họ tiến vào đại điện chỗ sâu chấn thủ, hiển nhiên có thể khoảng cách gần tiếp xúc huyết mạch sơ khai. Chỉ là đáng tiếc, trừ đi Diệp Thần, còn có 9 vị thiên cấp sát thủ vậy sẽ bảo vệ huyết mạch sơ khai, cái này thì để cho Diệp Thần không tốt ra tay, phải tiếp tục chờ đợi cơ hội. Đại điện chỗ sâu, Diệp Thần cùng 9 tên sát thủ cùng tiến vào, như là thấy một giọt tràn ngập cuồn cuộn thái cổ hơi thở, hung uy chấn động sơn hà, đung đưa hoàn vũ huyết mạch sơ khai trôi lơ lửng ở giữa không trung từng đạo hàm chứa mênh mông sức mạnh to lớn dùng vô cùng phù văn ngưng tụ mà thành thần văn xiềng xích quấn vòng quanh huyết mạch sơ khai đáng sợ chấn áp lực đang lưu chuyển thấy cái này thần văn xiềng xích diệp thần ánh mắt híp lại như là nhận ra được huyền cơ nguyệt hơi thở đây là huyền cơ nguyệt thủ đoạn nàng quả nhiên và thanh vạn kiếp hợp tác chỉ như vậy diệp thần những thứ khác chín người phân biệt đứng ở huyết mạch sơ khai 10 cái phương vị thân hình lặng yên không tiếng động che giấu ở trong bóng tối tựa như hoàn toàn biến mất ở ở giữa đất trời này vậy bất quá diệp thần như là có thể thấy lẫn nhau mỗi một vị đều là sắc mặt lạnh lùng liên thân niệm trao đổi cũng chưa bao giờ có tất cả đều không nói một lời bảo vệ ở huyết mạch sơ khai chừng từ linh điện người đều là sát thủ mà sát thủ bản tính chính là lạnh lùng rất ít có người tính tình sẽ xem lão thái bà không ngừng lại nhải chỉ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua diệp thần cùng chín tên sát thủ từ đầu đến cuối không nhúc nhích chấn thủ nhưng thủy trung không tìm được động thủ cướp lấy huyết mạch sơ khai cơ hội Diệp Thần không cách nào ở chín tên sát thủ mí mắt phía dưới động thủ, dẫu sao hắn động thủ một khắc kia, sợ rằng cái khác chín người liền sẽ sấm sét ra tay, để cho hắn ở trong nháy mắt hóa thành bụi bậm. Chơ mắt nhìn huyết mạch sơ khai gần trong gang tấc, lại không thể ra tay cướp lấy, như vậy cảm giác để cho người thật là phiền muộn, Diệp Thần trong lòng nóng này. Ngay tại lúc này, hai vị thủy nguyên cảnh sát thủ lại đột nhiên nhìn về phía cổng vào, trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Ai? Nghe được cái này một tiếng quát chói tai, Diệp Thần và những sát thủ khác trong lòng rét một cái, lập tức nhìn về phía cổng vào vị trí, suy đoán lại là người nào còn dám xông vào Tử Linh Điện. Trước mắt, một vị thân thể bị quần áo đen bao phủ, mang cái khăn che mặt thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu nữ mặc dù che mặt, nhưng hai tròng mắt ý tốt nhưng là rung động nhân tính. Bất quá, thấy thiếu nữ này, Diệp Thần nhưng con người co rúc một cái, bởi vì hắn vô cùng khẳng định là Kỷ Tư Thanh. Bất quá thời khắc này Kỷ Tư Thanh lại rút đi đã từng là thiếu nữ cảm, quanh thân vờn quanh thái cổ bể dâu càng giống như là thượng cổ nữ võ thần khúc trầm yên thực lực vậy xưa không bằng nay kỳ tư thanh tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này tập 2087 lúc này kỳ tư thanh vậy nhìn về phía diệp thần ánh mắt thâm thúy chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái diệp thần liền rõ ràng liền kỳ tư thanh ý là đối phương lo lắng đồng thời lại có chút kích động ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là huyết mạch này sơ khai ta muốn định giờ phút này kỳ tư thanh khẽ quát một tiếng chiến ý bộc phát thân hình hóa thành lưu quang ngay tức thì bắn về phía giữa không trung trôi lơ lửng huyết mạch sơ khai hừ to gan cuồng đồ muốn cướp đoạt huyết mạch sơ khai ngươi đây là mộng tưởng hảo huyền giờ phút này thủy nguyên cảnh sát thủ gầm lên một trường nổ vang kỳ tư thanh những người khác vậy giống vậy ra tay diệp thần vì không bại lộ vậy đi theo công kích mười vị thiên cấp sát thủ liên thủ nhất kích đáng sợ sắc khí thậm chí hóa thành từng đạo hàn mang lưỡi dao sắc bén rồi giết hướng kỳ tư thanh đánh tới từng đạo dùng mình thông trời phá giết hoàn vũ ác liệt thần thông cuộn sạch kỳ tư thanh sắc mặt hơi có vẻ ngương trọng bàn tay vung lên từng đạo ánh sao đập xuống xuống tinh thần rơi xuống thiên vẫn kỳ tư thanh trong miệng khẽ quát ánh sao ngưng tụ ra từng vì sao hư ảnh mang theo trấn áp chư thiên nghiền nát thiên địa đáng sợ thần uy cùng bạo tới diệp thần đám người thế công lại bị kỳ tư thanh một người chặn hụ va chạm dưới kỳ tư thanh thân hình đổ bắn ra mặc dù không bị cái gì thương thế nhưng sắc mặt đỏ ửng hiển nhiên trong cơ thể hơi thở chấn động lần đụng chạm này nàng vậy không đòi đúng lúc mà ở bên kia hai vị thủy nguyên cảnh sát thủ thân thể hơi rung có chút kinh ngạc nhìn kỳ tư thanh mà những người khác bao gồm diệp thần ở bên trong như là đập xuống tại đại điện các nơi ở lần đụng chạm này hạ được không ít thương thế nhất là diệp thần hắn mới vừa thời gian đầu tiên xông ra ngăn cản kỳ tư thanh cũng là đứng mũi chịu xào cùng tinh thần hư ảnh đụng vào nhau hôm nay khóe miệng trào máu hơi thở cũng hơi có vẻ ủy oải. các ngươi không ngăn được ta. vào thời khắc này, kỳ tư thanh như là bạo khởi ra tay, trường kiếm rất ánh lửa vô tận, đột nhiên chém xuống. kỳ tư thanh lại lần nữa ra tay, một kiếm ánh lửa ánh thế gian, dùng mình cuộn sạch bể vạn giới. một kiếm này cực kỳ đáng sợ, liền hai vị thủy nguyên cảnh cường giả đều lộ ra vẻ kiên kỵ. mà kỳ tư thanh một kiếm này như là thẳng tắp hướng về phía diệp thần đi, trong miệng lại là khẽ quát, hừ, ta phải đem các ngươi từng bước từng bước xóa bỏ toàn bộ trước từ yếu nhất cái này bắt đầu. Nghe vậy, rất nhiều sát thủ thốt nhiên giận dữ, rồi giết công hướng Kỳ Tư Thanh, không cho nàng tổn thương Diệp Thần cơ hội. Chỉ là giờ phút này, Kỳ Tư Thanh tốc độ nhưng quá nhanh, không cùng ra tên sát thủ đến gần, đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, ánh lửa xông lên tiêu trường kiếm ngang nhiên chém xuống. Oanh! Ánh lửa vô tận chút xuống, dường như muốn đem thiên địa cũng tan rã ở dưới một kiếm này. Đối mặt cái này đáng sợ một kiếm, Diệp Thần mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngàn cân treo sợi tóc để gặp như là một kiếm đâm ra. Diệt hồn lục tâm kiếm. Diệp thần trong lòng quát khẽ, thần hồn lực cùng hủy diệt lực hòa vào nhau, kinh thế hàn mang tách thả ra, đột nhiên nên hướng ánh lửa vô tận. Ầm, va chạm dưới, Diệp thần giống như túi vải rách vậy rơi xuống ra, cả người áo quần rách nát, máu tươi đầm đìa, cả người lại là thoi thóp. Phốc. Đổ xuống đất, Diệp thần miệng phun máu tươi, nhưng như cũ vùng vẫy muốn đứng dậy. Cùng lúc đó, kỳ tư thanh một kiếm trọng thương diệp thần nhưng cũng bị đến tiếp sau này công tới ra tên sát thủ gây thương tích thân thể mềm mại hơi rung cái khăn che mặt bên trên lại là tăng thêm lau một cái đỏ thấm các ngươi đều đáng chết kỳ tư thanh bị tổn thương chiến ý hơn nữa cùng bạo trường kiếm hoa dậy từng đạo hàn mang cùng một đám sát thủ đánh nhau à, trong thời gian ngắn ngủi có hai vị thiên cấp sát thủ lại bị kỳ tư thanh chém chết thân thể hóa thành hai đoạn từ trên bầu trời đập xuống xuống máu tươi tung tóe khắp nơi đều là mà kỳ tư thanh lúc này vậy là bị thương không nhẹ thế trên người có nhiều chỗ vết thương sát ý đáng sợ ở ăn mòn để cho vết thương không cách nào khép lại máu tươi thấm ướt quần áo đen quỷ giết thiên ma kiếm ám u diệt hồn quang mà vào lúc này ra tên sát thủ lại lần nữa ra tay nhất là hai người thủy nguyên cảnh cường giả lại là nhìn ra kỳ tư thanh trạng thái không tốt thi triển đáng sợ thuật pháp cùng bạo sát ý thậm chí tràn ngập đại điện muốn phai mờ hết thảy đối mặt như vậy thế công kỳ tư thanh ánh mắt nghiêm nghị vô tận chiến ý sông lên tiêu bàn tay vung lên lại có từng cái chiến ý cuồng long ngưng tụ ra vạn long diệt thế kỳ tư thanh trong lòng gầm lên chiến ý cuồng long nghênh hướng một đám sát thủ cùng sát ý che trời từng đạo thuật pháp đụng vào nhau trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều bị đáng sợ đánh vào nơi cuộn sạch mới vừa khó khăn đứng dậy diệp thần trực tiếp bị đụng bay ra ngoài đập xuống tại đại điện trên vách tường lại lần nữa miệng phun máu tươi hơi thở càng phát ra uể oải mà đang chiến đấu tim giống vậy cũng có một vị càn khôn cảnh tầng 8 thiên sát thủ từ bầu trời trên rơi xuống nặng nề đập ở trên mặt đất và diệp thần như nhau cũng là được liền trọng thương phốc mặc dù lại bị thương nặng một tên sát thủ nhưng kỳ tư thanh cũng là miệng phun máu tươi đột nhiên đổ bay ra nàng hơi thở rối loạn ở nơi này không ngừng trong chiến đấu bị trọng thương không nghĩ tới các ngươi còn có chút bản lãnh coi là ta xem thường các ngươi lần này tha các ngươi một mạng nhưng lần sau các ngươi cũng chưa có tốt như vậy trở kỳ tư thanh mắt lạnh nhìn một đám sát thủ kiêu ngạo vô cùng nói, ngay sau đó xoay người chạy trốn đi. Thấy vậy, còn có chiến lược sáu tên sát thủ nhưng là sát ý cùng bạo, kỳ tư thanh như vậy cùng ông, đã sớm để cho bọn họ động tất giết liền tìm. Huống chi kỳ tư thanh buông xuống cùng ngôn, còn muốn lại sông tử linh điện, hôm nay nàng bị thương nặng, chính là vĩnh tuyệt hậu hoạn thời cơ tốt, bọn họ không thể nào buông tha. Gặp bọn họ cũng phải đi đuổi giết kỳ tư thanh, diệp thần khó khăn đứng dậy, như là mạnh hơn chống đi theo, cùng đi đối phó kỳ tư thanh. Thấy vậy, một vị thủy nguyên cảnh cường giả liếc diệp thần cùng một vị khác bị thương nặng thiên cấp sát thủ một mắt chính yếu nói nhưng gặp sát ý cùng bạo thanh vạn kiếp vô căn cứ xuất hiện các ngươi hai cái thương thế quá nghiêm trọng đuổi theo vậy không có ích gì vẫn là ở lại chỗ này chấn thủ huyết mạch sơ khai những người khác theo ta đuổi giết cái này đầu cuồng vọng thanh vạn kiếp nhìn diệp thần hai người lãnh đạm nói một khắc sau thân hình chớp mắt liền dẫn đám người rời đi được rồi nghe vậy diệp thần trong mắt hận ý lưu chuyển bề ngoài có chút thất vọng gật đầu một cái tựa như ở là không thể tự tay chém chết kỳ tư thanh rửa sạch cái nhục ngày hôm nay phiền muộn nhưng thực diệp thần nhưng là vô cùng lo lắng thanh vạn kiếp bị kỳ tư thanh kinh động hắn không biết kỳ tư thanh có phải hay không thanh vạn kiếp đối thủ có thể hay không từ trong tay đối phương chạy khỏi mà vào lúc này một vị khác thiên cấp sát thủ giờ phút này nhưng là thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không phải là diệp thần như vậy người lỗ mãng đã có hai vị đồng bạn bị kỳ tư thanh chém chết hôm nay hắn bị thương nặng nếu là bị yêu cầu đồng hành đối phó kỳ tư thanh hắn nhưng mà sợ mình bị kỳ tư thanh cho một kiếm bổ giờ phút này nhìn thanh vạn kiếp mang còn dư lại thiên cấp sát thủ đuổi giết kỳ tư thanh đi diệp thần ánh mắt chớp động như là làm bộ như điều dưỡng thương thế dáng vẻ ngồi xếp bằng xuống trong cơ thể linh khí dâng trào dâng trào giống như sông dài vậy cuồn cuộn lưu chuyển kia có một chút trọng thương dáng vẻ cảm ứng được giống vậy ở lại chỗ này vậy ngồi xếp bằng xuống điều tức sát thủ diệp thần trong lòng có chút cảm kích thật ra thì mới vừa kỳ tư thanh xuất hiện thời điểm Diệp Thần liền biết Kỳ Tư Thanh ý tưởng là muốn điệu hổ ly sơn giúp mình đem những thứ này chấn thủ ở chỗ này sát thủ hấp dẫn mở. Mà Kỳ Tư Thanh cái đầu tiên hướng Diệp Thần ra tay, nói muốn từ yếu nhất bắt đầu, từng bước từng bước chém chết, bất quá vậy chỉ là nói tử. Kỳ Tư Thanh một kiếm kia nhìn như đáng sợ, thật ra thì cùng Diệp Thần va chạm lúc đó cũng đã thu liễm lực lượng, chẳng qua là đồ có hắn đồng hồ, vì vậy Diệp Thần cũng không bị thương, hết thảy các thứ này đều là hắn giả vờ. Diệp Thần ngụy trang rất hữu dụng, thành công lừa gạt những sát thủ khác, lưu lại. Nhắm mắt điều tức chốc lát, Diệp Thần xác nhận Thanh Vạn Kiếp đã mang những sát thủ khác hoàn toàn rời đi, như là chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi đang làm gì? Diệp Thần nhìn dần dần đến gần mình, giống vậy bị kỳ tư thanh tổn thương nặng, ở lại chỗ này chữa thương thiên cấp sát thủ, sắc mặt lạnh lùng nói. Bởi vì, tên này sát thủ giờ phút này lại đang hướng Diệp Thần đi tới, trên mặt còn treo giữ tợn nụ cười quỷ dị. Làm gì? Tên này sát thủ ánh mắt lóe lên, phát ra nụ cười âm tà, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, điện chủ và cái khác đồng bạn cũng đuổi theo giết cô gái kia liền sao? Bây giờ là cướp lấy huyết mạch sơ khai tốt nhất cơ hội. Thừa dịp hiện tại lấy đi huyết mạch sơ khai, bọn họ căn bản không phát hiện được, coi như là phát hiện, cùng bọn họ chạy về. Ta đã sớm chạy tới chân trời góc biển, không người nào có thể tìm được ta, thanh vạn kiếp cũng không được. Trần dạ, ngươi quá ngu, coi như là thiên tư tuyệt đại thì có ích lợi gì. Đầu óc không tốt, định chức không cách nào trở thành trí cường giả tên này sát thủ từng bước một đi về phía diệp thần nụ cười càng ngông cuồng đối với tử linh điện trung thành cảnh cảnh nào có cướp lấy huyết mạch này sơ khai hữu dụng có huyết mạch sơ khai ta định trước trở thành trí cường liên liên thành vạn kiếp cũng phải bị ta dẫm ở dưới chân cái này tên sát thủ cười gian trong mắt dùng mình chớp động một khắc sau đột nhiên ra tay thoa màu xanh đậm độc dược giao găm hung hăng đâm về phía diệp thần thằng nhóc nhớ ta dạy ngươi đồ sau đó đi chết đi cái này tên sát thủ thương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng không có diệp thần ngụy trang như vậy lợi hại mà hắn ỉ mình là càng khôn cảnh tầng 8 trời nhận vì mình ăn chắc diệp thần giờ phút này vô cùng hưng phấn đối mặt sát thủ thế công diệp thần nhưng là lộ ra cổ quái diễn cảm hắn không nghĩ tới cái này sát thủ vẫn còn có như vậy dã tâm ta nhớ ngươi dạy cho của ta như là phải chết chỉ sợ là ngươi diệp thần một kiếm đâm ra vô tận sắc bén tách thả ra hủy diệt mộ đạo bùng nổ cuồn cuộn hủy diệt lực để cho hư không bể tan tành thậm chí muốn xuyên thủng chư thiên nhận ra được một kiếm này ẩn chứa đáng sợ uy năng, cái này sát thủ mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn Diệp Thần. "Không, ngươi làm sao có thể còn có như vậy lực lượng, ngươi không có bị thương." Cái này sát thủ lộ ra bừng tỉnh thần sắc, giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, chỉ tiếc, hắn không nói ra miệng cơ hội, trực tiếp bị sát kiếm xuyên thủng. Vô tận hủy diệt lực tràn ngập sát thủ trong cơ thể, hắn thân thể không tiếng động tiêu trừ, hóa thành hư không. Một kiếm chém chết đối phương, Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng thu hồi trường kiếm sau đó thấy trôi lơ lửng ở giữa không trung bị từng đạo thần văn xiềng xích, xích xích sao quấn quanh huyết mạch sơ khai trong mắt lóe lên lau một cái kích động cuối cùng đạt được cơ hội diệp thần trong lòng rõ ràng kỳ tư thanh cho hắn tranh thủ được thời gian cấp bách hắn không thể lãng phí nhìn thần văn xiềng xích diệp thần không chút do dự thúc dục diệt hồn lục tâm kiếm ngang nhiên chém xuống cho ta mở ra diệp thần trong miệng gầm lên thần hồn lực cùng hủy diệt lực hòa vào nhau kinh thế hàn mang tràn ngập toàn bộ đại điện âm âm chém ở thần văn xiềng xích bên trên ầm, giờ khác này thần văn xiềng xích bị diệp thần chặt đứt một đoạn tiết rơi xuống xuống hóa thành linh khí tiêu tán chỉ là diệp thần ánh mắt nhưng thoáng qua vẻ kinh hãi bởi vì hắn nhận ra được trừ đi thần văn xiềng xích huyết mạch này sơ khai trên vẫn còn có một đạo đáng sợ cấm chế cấm chế này giống vậy đến từ huyền cơ nguyệt vù vù huyết mạch sơ khai lên cấm chế chấn động đáng sợ mà khoáng đạt đế uy mãnh liệt ra một đạo mông lung bóng người từ huyết mạch sơ khai trên đi ra dần dần ngưng là thật thế chấp. Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần ánh mắt rung động, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt vẫn còn có hậu thủ, bố trí phân thân ở huyết mạch sơ khai trên, hắn tính sai. Nhìn Huyền Cơ Nguyệt, cảm thụ nàng cường đại cuồn cuộn sức mạnh to lớn, Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngương trọng, hắn không là đối thủ của đối phương. Là ngươi, mà vào thời khắc này, Huyền Cơ Nguyệt sắc khí cùng bạo phân thân nhìn về phía Diệp Thần, như là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng lại một mắt xem thấu Diệp Thần ngụy trang, biết người trước mắt căn bản không phải cái gì trần dạ thần quốc diệp thần huyền cơ nguyệt híp mắt lại tới nàng muốn chờ là luân hồi chi chủ nhưng không nghĩ tới chờ được diệp thần giờ khác này huyền cơ nguyệt nghĩ tới rất nhiều diệp thần và luân hồi chi chủ quan hệ trong này rốt cuộc có liên quan gì chỉ là huyền cơ nguyệt mặc dù kinh ngạc trong lòng cũng suy tư đối mặt diệp thần nhưng không chút do dự nào trực tiếp ra tay nếu mơ ước huyết mạch sơ khai vậy không bàn về như thế nào ngươi đều phải chết huyền cơ nguyệt ngay tức thì ra tay ngó sen vậy trắng nõn không rảnh cánh tay vung lên từng đạo cuồn cuộn mây tía cuộn sạch ra nồng nặc số mệnh hơi thở bao phủ tới phải đem diệp thần chấn áp tại vô tận số mệnh ác mộng bên trong mặc dù là huyền cơ nguyệt ngắn ngủi ngưng tụ phân thân nhưng ra tay một cái chính là cuồng bạo thế công diệp thần sắc mặt ngương trọng hủy diệt mộ đạo bùng nổ một kiếm đâm ra cùng lúc đó diệp thần còn thân thể chấn động vô tận linh khí cuộn sạch trong miệng gầm lên pháp hoa tịch diệt thiên thiên long bát thần âm hủy diệt đạo ấn, phệ hồn đạo ấn. Phật quang kết giới cùng hồng mông nốt nhạc ở minh mông hồng mông khí bên trong ngưng tụ ra, tám con thần long vỡ dọn ra, gầm thét liên miên sông về Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt uy thế quá mức đáng sợ, Diệp Thần không thể chút nào nương tay, trực tiếp toàn lực ra tay. Chỉ là giờ phút này, đối mặt cuồn cuộn số mệnh mây tía, bất luận thủ đoạn gì, đều đang không chịu nổi một kích, bị dễ như bỡn vậy đánh vỡ. Trong nháy mắt, số mệnh mây tía liền nghiền nát từng cái rồng thần, đánh vỡ Phật quang kết giới, trực tiếp đập xuống ở diệp thần trên mình ầm diệp thần đổ bay ra miệng phun máu tươi lần này không phải giả vờ mà là thật bị thương ngươi như vậy thủ đoạn cũng muốn mưu đồ huyết mạch sơ khai huyền cơ nguyệt một cái tổn thương nặng diệp thần ánh mắt sắc bén mở miệng nói ngay sau đó liền lại là vô cùng mây tía cuốn tới cái này liên miên bất tuyệt thế công để cho diệp thần không có thở dốc thời gian giờ phút này vội vàng chém động sát kiếm ngăn cản đầy trời mây tía bình bịch bịch hủy thiên diệt địa vậy đánh vào không ngừng chấn động tại đại điện trên vách tường làm cho cả đại điện cũng run rẩy không nghỉ dường như muốn sụp đổ vậy mà ở như vậy và chạm dưới diệp thần khí huyết sôi trào lại là học máu liền liền ngăn cản vô cùng khó khăn giờ phút này huyền cơ nguyệt tựa như đối với như vậy tình huống chiến đấu cũng không hài lòng trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo đột nhiên một chỉ điểm ra huyền nguyên phai mờ quang huyền cơ nguyệt trong miệng khẽ quát có nguyên khí vô căn cứ hiện lên cuồn cuộn nguyên khí bên trong một đạo phai mờ chư thiên đáng sợ thần quang cuộn sạch ra hướng diệp thần ấn đường xuyên thủng tới thấy cái này thần quang diệp thần trong lòng rét một cái đây lại là nguyên thuật tập 2088 nguyên thuật uy năng đáng sợ diệp thần thần sắc ngưng trọng vội vàng thúc giục bát quái thiên đan thuật luyện hóa vô số linh đan linh dược hóa thành cùng bạo linh khí tràn ngập thân xác cùng lúc đó diệp thần thi triển canh kim vách sắt vững vàng ngăn cản ở trước người hủy diệt mộ đạo cho ta trần áp diệp thần gầm thét hủy diệt lực cùng bạo chút xuống hung hăng chém về phía đạo này thần quang giờ khác này thần quang trực tiếp xuyên thủng canh kim vách sắt cùng sắt kiếm đụng vào nhau ẩm diệp thần lại lần nữa đổ bay ra thần quang bể tan tành nhưng lại nổ tung ra từng đạo lợi gai vậy hàn mang diệp thần thân thể trực tiếp bị những thứ này hàn mang xuyên thủng hiển lộ ra từng cái lỗ máu có nguyên khí ở trong vết thương lưu truyền ngăn cản diệp thần thương thế khôi phục mà huyền cơ nguyệt đã bước ra một bước đạp hư không ngay lập tức tới hung hăng một trưởng vỗ xuống. Long Hoàng chấn thiên trưởng. Huyền cơ nguyệt trong miệng khẽ quát, rồng thân Phượng Hoàng lại nàng lòng bàn tay hiển hóa ra, chấn áp chư thiên, phá giết hoàn vũ đáng sợ uy thế nghiền ép xuống, diệp thân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tới hàn U Minh Thương. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, diệp Thần trực tiếp lấy ra tới hàn U Minh Thương, thúc dục trong đó tích góp vô tận linh khí. Tới hàn U Minh Quang. Đông vạn cổ dùng mình cuộn sạch, ánh chiếu vạn giới sắc bén tách thả ra, một đạo khoáng đạt cực kỳ, mất đi hết thảy thần quang đột nhiên bùng nổ, từ tới Hàn U Minh thương trên xuyên thủng ra, nên hướng Huyền Cơ Nguyệt bàn tay. Ẩm. Giờ khác này, Rồng Thần Phượng Hoàng cùng tới Hàn Thần Quang va chạm, diệt thế giống vậy cảnh tượng bùng nổ, phảng phất có vô tận chư thiên ở xanh thành tan thành mây khói, bốn phía hư không ẩm ẩm nổ tung. Rồng Thần Phượng Hoàng cùng tới Hàn Thần Quang va chạm, diệt thế vậy đánh vào cuốn đi bốn phía. Diệp Thần thân thể đột nhiên rơi xuống ra, cả người máu tươi đầm đìa, mà Huyền Cơ Nguyệt thì giơ bàn tay lên sắc mặt lạnh lùng nhìn lòng bàn tay vậy vết thương, ánh mắt càng phát ra tàn nhẫn. Ngươi có thể làm bị thương ta cái này phân thân. Lòng bàn tay đau nhói, có vô tận dùng mình ăn mòn, để cho vết thương không cách nào khép lại, thậm chí chui vào bên trong thân thể, phải đem thân xác đồng. Huyền cơ nguyệt sát ý cùng bạo, một khắc sau khẽ quát một tiếng, trên bầu trời, lại có vô cùng vân khí vô căn cứ hiện ra, hướng huyền cơ nguyệt dâng chào tới. Mờ mịt vân nết trận. Vô cùng vân khí lóe lên mờ mịt trói lọi, hóa thành từng đạo trận pháp phù văn câu dính chung một chỗ ngưng tụ ra một tòa khoáng đạt thật lớn mờ mịt vô cùng ảo cảnh ngay tức thì đem diệp thần bọc trong đó hống một đạo tiếng giống giận vang lên diệp thần thấy vân khí hội tụ ra một đầu dữ tợn rồng hung ác hướng mình hung hăng nhào tới cho ta chết đối mặt cái này rồng hung ác diệp thần cắn răng đứng dậy chịu đựng cả người vết thương mang tới đau đớn kịch liệt đột nhiên một kiếm chém ra ẩm rồng hung ác ầm ầm bể tan tành từng đạo vân khí bắn tung tóe bốn phương một giây kế tiếp như hóa thành từng cây một nhọn gai lại lần nữa bắn về phía diệp thần cùng lúc đó ảo cảnh bên trong vô cùng vân khí cuồn cuộn tất cả hung thú ác linh ngưng tụ xanh thành rồi giết hướng diệp thần bạo giết tới oanh 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 đối mặt cái này tất cả hung uy di thiên vân khí hung thú diệp thần tay cầm sát kiếm sắc bén trói mắt một kiếm lại một kiếm đem tất cả hung thú chém chết tại trước chỉ là ở nơi này ảo cảnh cái này bên trong hung thú phảng phất là không giết xong tiêu diệt một đầu sẽ ngưng tụ ra 10 đầu, đảo mắt thời gian, Diệp Thần lại bị vô số hung thú bọc. Điên cuồng trong chém giết, Diệp Thần rơi vào vô cùng vô tận ác chiến, cái này hung thú người trước gục ngã người sau tiến lên, không sợ chết liều chết xung phong, dù là một kiếm liền có thể chém chết một đầu, Diệp Thần cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Hụ, kịch liệt chiến đấu kéo động vết thương, Diệp Thần khí huyết cuồn cuộn, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Diệp Thần rất rõ ràng, không thể như thế rằng con nữa, ở cái này trong đại trận kéo càng lâu, mình chỉ sẽ càng phát ra nguy hiểm. Đến khi lực lượng cũng hao hết, Diệp Thần sắp bị những thú dữ này tàn nhẫn phân thực, hắn không cho phép như vậy tình trạng phát sinh. Là Trần Hàng Long kiếm đột nhiên xuất hiện nơi tay, Diệp Thần trong mắt sát ý cuồng bạo, chiến ý xông lên tiêu lên. Chân trời, ba luân huyết nguyệt bay lên, khoáng đạt huyết quang ánh chiếu xuống, đem cái này vân khí ảo cảnh cũng ánh chiếu một phiến đỏ tươi. Ở trên trời khung dưới, Diệp Thần đắm chìm trong huyết nguyệt trói lọi bên trong, cả người hơi thở càng phát ra cuồng bạo ác liệt giống như một chui ra khỏi vỏ thần binh, mũi nhọn lộ ra, muốn xuyên thủng vạn cổ, chặt đứt năm tháng. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Diệp thần đối mặt từng cái từng cái đạp chết mà đến hung thú, tức giận gầm thét, lạc trần hàng long kiếm lôi cuốn cuồn cuộn dùng mình, ở vô tận huyết quang bên trong đột nhiên chém ra. Suy, một đạo kinh thiên động địa huyết nguyệt kiếm mang cuộn sạch ra, dọc đường hết thảy đều bị dễ như bỡn vậy chảm phá, từng cái từng cái hung thú muốn nổ tung lên, chân trời phong phú tầng mây ẩm ẩm bể tan tành toàn bộ vân khí ảo cảnh ở một kiếm này hạ run rẩy không nghỉ giữa trời đất một cái mắt thường có thể thấy được đen nhánh vết rách hiện lên một khắc sau huyết nguyệt kiếm mang chạm đến vân khí ảo cảnh bên bờ đột nhiên chạm phá ảo cảnh xông lên hướng ngoại giới thương khung nhắm thẳng vào huyền cơ nguyệt đồng thời vân khí ảo cảnh vậy ầm ầm bể tan tành diệp thần từ vân khí bên trong lò đảo ra nhìn về phía huyết nguyệt kiếm mang lại vẫn không có chết huyền cơ nguyệt cái này phân thân giờ phút này vậy lộ vẻ được vô cùng kinh ngạc nhìn cái này huyết nguyệt kiếm mang lại là sắc mặt rét lạnh một trưởng đột nhiên vung ra tử vi thiên mất đi thuật huyền cơ nguyệt trong miệng khẽ quát vô cùng mây tía gào thét tới ngưng tụ thành một đạo mất đi vạn vật hủy diệt tím gió đem huyết nguyệt kiếm mang hoàn toàn bao phủ ông 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 tử phong chi trung huyết quang thỉnh thoảng sáng lên đáng sợ đánh vào không ngừng từ gió bão bên trong tràn ra ra ung ung phá hủy bốn phía hư không toàn bộ đại điện đều gặp ảnh hưởng đến rung động dường như muốn ầm ầm sụp đổ vậy ầm một khắc sau tím gió cùng huyết quang ầm ầm nổ tung toàn bộ đại điện đều bị ánh sáng trói mắt hoa bao phủ diệp thần lại lần nữa bị đánh và đụng bay ra ngoài đập xuống tại đại điện trên vách tường mà bên kia huyền cơ nguyệt thân thể run lên khóe miệng tràn ra một chút máu tươi gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần huyền cơ nguyệt không nghĩ tới mình cái này phân thân sẽ bị diệp thần ép đến bước này lại vẫn bị nội thương cái này làm cho nàng sát ý càng phát ra cuồng bạo nhìn cả người đẫm máu như cũ cố chấp đứng dậy sẽ đối vác mình diệp thần huyền cơ nguyệt ánh mắt híp lại diệp thần sức khôi phục quá mạnh mẽ huyền cơ nguyệt có thể thấy diệp thần vết thương đang nhanh chóng khép lại như vậy đáng sợ thân xác nghịch thiên sức khôi phục liền huyền cơ nguyệt đều cảm thấy kinh ngạc hừ như vậy ngươi lại là lưu không được huyền cơ nguyệt giọng rét lạnh ngay sau đó lại lần nữa ra tay căn bản không cho diệp thần bất kỳ thở dốc cơ hội vù vù giữa trời đất quỷ dị khó hiểu chập chờn hiện lên siêu phàm quy tắc lưu truyền giờ khắc này từng đạo bể tan tành hư không tới tựa như vượt qua năm tháng vô tận quỷ dị xám quang hội tụ đến huyền cơ nguyệt lòng bàn tay lăng tiêu phệ hồn mắt huyền cơ nguyệt một trưởng đánh ra quỷ dị này xám quang lại hội tụ thành một viên tà khí uy nghiêm chiếm đoạt vạn vật khủng bố một mắt chỉ là bị cái này một mắt xem một chút diệp thần liền cảm thấy cả người cứng còng thậm chí có thấu xương dùng mình từ trong cơ thể hiện lên liên thân hồn đều cảm thấy sợ hãi cái này một mắt vô cùng đáng sợ giờ phút này một mắt nhìn chằm chằm diệp thần mí mắt chợt khép lại lại lần nữa dương ra suy một đạo tà khí nghiêm nghị vô cùng quỷ dị tà quang đột nhiên xuyên thủng ra cái này tà quang để cho dọc đường hư không cũng khô héo tàn lụi để cho trong thiên địa hết thảy sức sống cũng tiêu tán bốn phía hết thảy linh khí hết thảy ánh sáng rực rỡ đều bị kinh khủng này tà quang tất cả đều chiếm đoạt diệp thần sắc mặt sợ hãi nhìn một màn này lại phát hiện mình thân thể không cách nào nhúc nhích tay chân cứng ngắc không nghe sai khiến chỉ có thể trơ mắt nhìn tà quang diệt tuyệt hết thảy chiếm đoạt tất cả cứ như vậy cùng bạo tới. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Không thể nào, cái này không thể nào. Diệp thần trong lòng không cam lòng gầm thét, hắn muốn ngăn trở tà quang, làm thế nào vậy không thể động thủ, thân thể tựa như không phải mình, căn bản không cách nào khống chế. Vào giờ phút này, tình thế nguy cấp tới cực điểm, Diệp thần thậm chí cảm thấy một chút tuyệt vọng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một giọng nói nhưng đột nhiên ở Diệp thần trong đầu vang lên. Thằng nhóc, đừng sợ, có ta đâu thanh âm này thật lớn uy áp hàm chứa bàng bạc tự tin để cho diệp thần trong lòng chấn động mạnh diệp thần nhận ra được trong cơ thể luân hồi mộ địa truyền tới dị động có bia đá lóe lên một đạo tránh khí nghiêm nghị linh khí cuồn cuộn bóng người vô căn cứ hiện lên đây là một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử quanh thân vô tận phù văn đạo ấn lưu chuyển khoáng đạt thần quang bao phủ bốn phương hắn khi thế thâm trầm tựa như biển mọi cử động để cho thiên địa rung động ta là đạo ấn tổ chư thiên đạo ấn chấp trưởng tại tay nam tử ra bây giờ bên ngoài mắt lạnh nhìn huyền cơ nguyệt hắn là đạo ấn tổ là nắm trong tay chư thiên đạo ấn đáng sợ tồn tại giờ phút này thấy đạo ấn tổ xuất hiện huyền cơ nguyệt sắc mặt hơi chăm chú nàng nhận ra được đạo ấn tổ cho nàng mang tới áp lực cố nhiên là một đạo thần niệm nhưng trước mắt tồn tại không phải chuyện đùa mà vào lúc này đạo ấn tổ vậy nhận ra được bắn về phía diệp thần tà quang trong mắt lóe lên vẻ khinh thường hạo nhiên chính khí thánh nhân đạo ấn đạo ấn tổ một chỉ điểm ra quanh thân lưu chuyển phù văn đạo ấn tách thả ra ánh sáng rực rỡ một đạo tránh khí cuồn cuộn thanh khí khoáng đạt đạo ấn đột nhiên bay ra đối mặt thánh nhân đạo ấn tà quang giống như là tuyết trắng gặp phải mặt trời nóng rực liền một chút lực phản kháng cũng không có trực tiếp bị phai mờ tan rã ở giữa trời đất tàn đi ngay sau đó thánh nhân đạo ấn không có chút nào xu thế suy sụp hướng tà khí uy nghiêm một mắt bạo giết ra đối mặt thánh nhân đạo ấn một mắt hiển lộ ra một chút khủng hoảng từng đạo tà quang không ngừng bắn ra nhưng không có hiệu quả chút nào thánh nhân đạo ấn dễ như bỡn vậy nghiền nát từng đạo tà quang ầm ầm đụng vào một mắt bên trên oanh một mắt ầm ầm bể tan tành huyền cơ nguyệt thân thể uy chấn dùng mình uy nghiêm nhìn về phía đạo ấn tổ ngươi tự tìm cái chết huyền cơ nguyệt gầm lên sau lưng vô cùng mây tía che đậy bầu trời cuồn cuộn trong tử khí một cái mất đi tinh không mây tía bàn tay bể tan tành hư không nghiền ép tới tử vi túc mệnh trưởng đối mặt huyền cơ nguyệt dẫn giữ ra tay đạo ấn tổ sắc mặt bình tĩnh thậm chí trong mắt còn toát ra một chút khinh thường. Hừ, nếu là thật thân ở này, ta tất nhiên sẽ sợ hãi, một đạo phân thân mà thôi, năng lượng thậm chí không bằng ta cái này thần niệm lực, trực tiếp nghiền ép. Đạo ấn tổ thô bạo nói, vô địch khí thế bùng nổ, quanh thân lưu chuyển từng đạo phù văn đạo ấn toát ra ánh chiếu chư thiên hào quang. Phù văn đạo ấn vào giờ khác này, lại giống như một cái thất luyện vậy, hiển lộ ra diệt tuyệt vạn vật, nghiền nát hoàn vũ đáng sợ thần uy, hướng mây tía bàn tay cùng bạo đi mây tía bàn tay cùng đạo ấn thất luyện ở trong nháy mắt va chạm chỉ gặp đạo ấn thất luyện khí thôn sơn hà giống như một đạo diệt thế cuồng lôi thế không thể đỡ đánh vỡ bàn tay lại là đem vững vàng quấn quanh trực tiếp nghiền nát thành hư không một màn này để cho diệp thần ánh mắt rung động đạo ấn tổ thực lực lại như thế mạnh cái này một đáng sợ vô số đạo ấn đơn giản là vô địch vậy thần ngăn cản sát thần phật ngăn cản giết phật đạo ấn là càng khôn cảnh hậu kỳ mới có thể ngưng tụ thủ đoạn sẽ đối một môn đại đạo nắm giữ được trình độ cao nhất Sáng tỏ tại tim mới có thể ngưng tụ ra. Ví dụ như Diệp Thần hủy diệt mộ đạo, phệ hồn chi đạo cũng có thể ngưng tụ ra đạo ấn. Đạo ấn có thể giết người, nhưng muốn nghiền ép hết thảy, cần đạo ấn số lượng đủ nhiều. Nhưng một người muốn phải nắm giữ một môn đại đạo liền 10 phần khó khăn, nắm giữ hơn lại là thiên tư siêu tuyệt. Đạo ấn tổ lại có thể ngưng tụ chư thiên đạo ấn, cái này thuyết minh hắn nắm giữ vô tận đại đạo, đây mới là hắn chỗ đáng sợ, đây mới là hắn có thể vận dụng đạo ấn thậm chí là ngưng tụ thành thất luyện, nghiền ép địch nhân mấu chốt. Vào giờ phút này, đạo ấn thất luyện dễ như bỡn vậy nghiền nát mây tía bàn tay, liền không chút do dự xông về Huyền Cơ Nguyệt. Đối mặt thủ đoạn này, Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nàng nhận ra được đạo ấn tổ khó giải quyết, nhưng lại không nghĩ rằng như vậy đáng sợ. Tử Vi Chấn Thế Cung. Huyền Cơ Nguyệt dẫn quát một tiếng, cuồn cuộn mây tía ngưng tụ ra một tòa khoáng đạt thiên cung. Ngày này cung tràn ra ra đáng sợ chấn áp lực, là vì chấn áp thế giới, chư thiên hoàn vũ tới. Giờ phút này, thiên cung hướng đạo ấn thất luyện trấn áp xuống, đạo ấn tổ nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào, trực tiếp thúc dục đạo ấn thất luyện ngây nón. Giờ khác này, thủy chi đạo ấn, hỏa chi đạo ấn, ngũ hành đạo ấn toát ra hủy diệt chói lọi, mà lực chi đạo ấn, hồn chi đạo ấn vậy dối rít hiện ra thần uy. Đạo ấn thất luyện thần uy cái thế, vô tận đạo ấn dối rít hiện ra uy năng, đáng sợ sức mạnh to lớn thậm chí để cho hư không nổ tung. Cái này vô địch vậy đạo ấn thất luyện, trực tiếp đem thiên cung xuyên thủng vô tận thần uy để cho nó ầm ầm bể tan tành hóa thành đầy trời mây tía tiêu tán trên không trung Phốc! thiên cung bị như vậy tùy tiện nghiền ép huyền cơ nguyệt cũng là gặp cắn trả chợt hộc máu một ngụm máu tươi nhìn xuyên thủng hư không bạo giết mà đến đạo ấn thất luyện huyền cơ nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi không huyền cơ nguyệt gầm thét giờ phút này nàng căn bản không kịp làm ra chống cự chỉ có thể cho mắt nhìn đạo ấn thất luyện dễ như bỡn tan biến hết thảy hướng mình ảo ảo cùng bạo tấn công tới suy đạo ấn xuyên thủng huyền cơ nguyệt thân xác ngay sau đó đem nàng gắt gao quấn quanh trực tiếp bọc ở vô tận đạo ấn bên trong thậm chí hóa thành một viên đạo ấn kén khủng oanh kén khủng bên trong truyền ra nổ tung tiếng huyết khí từ kén khủng bên trong tràn ra ra lan truyền toàn bộ đại điện giờ khắc này đạo ấn tổ rừng rưng vẫy tay đạo ấn kén khủng tàn ra đây trời đạo ấn giống như mưa rơi trở về đạo ấn tổ bên người lại lần nữa hóa thành từng đạo phiêu mang còn cuốn hắn lưu chuyển huyền cơ nguyệt cái này phân thân lại bị đạo ấn tổ dễ dàng như vậy nghiền ép phai mờ một màn này để cho diệp thần nhìn cũng ánh mắt rung động dĩ nhiên diệp thần biết huyền cơ nguyệt cái này phân thân chỉ bất quá đối phương tạm thời ngưng tụ cùng bản thể thực lực có chênh lệch rất lớn hôm nay huyền cơ nguyệt bị chém chết diệp thần không khỏi nhìn về phía đạo ấn tổ vô cùng cảm kích ôm quyền nói cảm ơn đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp không sao đạo ấn tổ nhìn diệp thần ánh mắt thâm thúy khoát tay một cái đem huyết mạch này sơ khai mang đi liền lập tức rời đi nơi này đi. Tập 2089. Đạo ấn tổ nhìn về phía giữa không trung lơ lửng, bởi vì Huyền Cơ Nguyệt chết, đã không còn niêm phong hạn chế, tự do tràn ra ra ngút trời hung uy huyết mạch sơ khai, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi gật đầu một cái, huyết mạch sơ khai mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này, đạo ấn tổ thân hình chớp mắt, trực tiếp về thuộc về luân hồi mộ địa. Diệp Thần thấy vậy, vậy không chút do dự, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở huyết mạch sơ khai bên cạnh cuồn cuộn linh khí ở lòng bàn tay lưu chuyển, diệp thần một trường lộ ra. Vô cùng linh khí đem huyết mạch sơ khai bọc, thậm chí hóa thành từng đạo linh khí xiềng xích, đem huyết mạch sơ khai vây quanh quấn quanh. Thái cổ hơi thở và cuồn cuộn hung uy bị ngăn cách, diệp thần lập tức đem huyết mạch sơ khai thu, xoay người hướng bên ngoài đại điện nổ bắn ra ra. Cùng lúc đó, ở một nơi cụm núi bên trong, Thanh Vạn Kiếp dẫn một đám người đuổi giết Kỳ Tư Thanh, bọn họ đã đại khái xác định Kỳ Tư Thanh chỗ, đang muốn xâm xét ra tay, trực tiếp xóa bỏ Kỳ Tư Thanh, nhưng đột nhiên phát giác từ linh điện chỗ, truyền tới từng đạo cuồng bạo chiến đấu chập chờn. Đây là Thanh Vạn Kiếp đột nhiên xoay người nhìn về phía Tử Linh Điện, trong mắt có vô tận dùng mình cuồn cuộn, trong một cái chớp mắt này hắn nghĩ tới rất nhiều. Mới vừa chiến đấu chập chờn bên trong, Thanh Vạn Kiếp phát giác đến từ Huyền Cơ Nguyệt hơi thở, rất hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt ở lại huyết mạch sơ khai trên thủ đoạn bị kích động. Đáng chết, sợ là chúng kế điệu hổ ly sơn. Thanh Vạn Kiếp giọng uy nghiêm Lập tức hướng một đám đồng hành sát thủ quát lên, lập tức chạy về tử linh điện, dọc đường gặp phải người bất kỳ, cũng cho ta giết chết không bị tội mang về. Dứt lời, Thanh Vạn Kiếp không chút do dự nào, trực tiếp thân hình chớp mắt, hóa thành một đạo nhanh như sấm sét hàn mang, xông về tử linh điện. Cùng lúc đó, Diệp Thần vậy một đường đi nhanh, đã đi tới tử linh điện trước cửa, chỉ cần bước ra bước này, chính là bỏ trốn, dù là Thanh Vạn Kiếp trở về vậy không tìm được Diệp Thần. Ngay tại lúc này, diệp thần trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh để cho hắn con ngươi co giúp một cái trần dạ ngươi muốn đi đâu thanh lam kinh ngạc nhìn diệp thần nhất là nhận ra được diệp thần quần áo trên người bể tan tành máu tươi đầm đìa dáng vẻ nàng híp mắt lại tới ta diệp thần tạm thời im miệng cái này nguy cấp hắn làm sao cũng không nghĩ tới thanh lam sẽ xuất hiện để cho hắn tạm thời có chút ngần ra nếu như đổi thành người bình thường ở như vậy nguy cơ thời khắc xuất hiện diệp thần tuyệt đối sẽ không chút lưu tình một kiếm chém giết đối phương. Chỉ là đối mặt trước mắt đơn thuần thanh lam, tự tay đem mình hấp dẫn vào tử linh điện, giúp mình không ít người, Diệp Thần nhưng tàn nhẫn không được tim ra tay. Giờ phút này, nhìn Diệp Thần trong mắt phức tạp thần sắc, thanh lam khẽ run, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Là ngươi, trong đại điện đánh nhau người là ngươi, ngươi muốn cướp đi huyết mạch sơ khai, bỏ trốn. Thanh Lam thống khổ nhìn Diệp Thần, ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu chính là đánh như vậy coi là. Ngươi cố ý đến gần ta, làm bộ như và cao vô dạng có sinh tử đại thù dáng vẻ để cho ta đem ngươi mang nhập tử linh điện hết thảy các thứ này cũng là vì lợi dụng ta thanh lam thân thể mềm mại run rẩy phụ thân băn khoăn là đúng là ta quá ngu thanh lam ta ta cũng là bị bất đắc dĩ nhìn thanh lam thống khổ ánh mắt diệp thần trong lòng cũng có chút ái náy đối phương đơn thuần như vậy lại gặp phải mình đối đãi như vậy chỉ là giờ phút này chân trời đã hiện lên một đạo diệt thế sát ý cùng bạo tới cực điểm thậm chí để cho bầu trời cũng chấn động biến sắc. Diệp thần sắc mặt đông lại một cái, đây là thanh vạn kiếp trở về, không đi nữa, chỉ sợ cũng không cơ hội. Thanh Lam hiển nhiên vậy phát giác mình phụ thân hơi thở, giờ phút này nhìn về phía Diệp thần, ánh mắt nhưng vô cùng phức tạp, trừ đau buồn còn có cái khác không nói được không nói rõ đồ ở. Trần dạ, ngươi đi thôi. Thanh Lam nhìn Diệp thần lắc đầu một cái, nhưng ra ngăn trở tử linh điện cửa thân thể, mang huyết mạch sơ khai, vĩnh viễn rời đi, lại cũng không nên xuất hiện ở từ linh điện. Nghe nói như vậy, Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, không thể tin nhìn Thanh Lam, hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ chọn thả mình rời đi, cái này làm cho Diệp Thần nội tâm kích động. Thanh Lam. Diệp Thần nhìn Thanh Lam, bàn tay một phen, một đạo tràn ra trước khoáng đạt hồng mông hơi thở ngọc phù xuất hiện. Ngọc phù này giao cho ngươi, nó là ta cam kết, đại biểu một cái ân huệ, bất luận bất cứ lúc nào đều hữu dụng, bất luận gặp phải phiền toái gì, chỉ cần bóp vỡ ngọc phù, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Diệp thần mặc dù không rõ trắng thanh lam tại sao sẽ chọn thả mình rời đi, nhưng lòng hắn bên trong cảm ơn, vì vậy nguyện ý bỏ ra một đạo ân huệ, trả lại thanh lam ân tình. Nhìn Ngọc Phù, thanh lam gật đầu một cái, thận trọng nhận lấy cất xong. Đi nhanh đi. Thanh lam xem về phía chân trời, thanh vạn kiếp hơi thở đã càng phát ra nhích tới gần. Ngày sau có duyên phận, tất sẽ tạm biệt. Diệp thần xông lên thanh lam ôm quyền, một khắc sau trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng phương xa phì độn đi. Chỉ chốc lát sau, Thanh Vạn Kiếp chạy về từ linh điện, nhưng Diệp Thần sớm đã không thấy tăm hơi tung tích, chỉ là giữa trời đất, còn lưu tồn Diệp Thần một chút hơi thở. Là trần dạ hơi thở, ta cũng biết ngươi đối với huyết mạch sơ khai có ý tưởng, nhưng là ngươi dám can đảm phản bội ta, còn muốn chạy? Không thể nào. Thanh Vạn Kiếp trong mắt sát ý cùng bạo, hắn tinh thông ám sát chi đạo, đối với hơi thở cảm ứng vô cùng rõ ràng, chỉ cần bị hắn bắt được hơi thở, đối phương liền không thể nào thoát đi. Ngay tại Thanh Vạn Kiếp chuẩn bị đuổi theo Diệp Thần lúc đó, Thanh Lam lại đột nhiên bay về phía Thanh Vạn Kiếp, nhìn đối phương kêu lên, "Phụ thân, ngươi mau xem xem đại điện chỗ sâu, mới vừa bộc phát 10 phần đáng sợ chiến đấu." "Hả?" À, nghe nói như vậy, Thanh Vạn Kiếp ánh mắt híp lại, không biết Thanh Lam có ý gì. "Ta hoài nghi, huyết mạch sơ khai còn ở bên trong, cũng không có bị Trần Dạ mang đi." Thanh Lam nói tiếp, "Còn ở bên trong." Thanh Vạn Kiếp sừng sốt một chút, không biết Thanh Lam vì sao có này phán đoán, bất quá hắn vẫn là thân hình chớp mắt, trực tiếp xông vào đại điện. Thanh vạn kiếp xông vào đại điện thời điểm, thanh lam cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo tay ngọc vung lên, đem phương thiên địa này diệp thần lưu tồn hơi thở xóa đi, sau đó đi theo thanh vạn kiếp tiến vào đại điện. Đại điện chỗ sâu, dấu vết chiến đấu đem nơi này phá hư dường như muốn hóa thành phế tích. Nhìn khắp nơi rơi xuống máu tươi, thanh vạn kiếp nhận ra được huyền cơ nguyệt phân thân bị tiêu diệt hơi thở, mà ở chỗ này huyết mạch sơ khai sớm đã không có bóng dáng, hiển nhiên đã bị đối phương mang đi ngươi tại sao nói vẫn còn ở nơi này? Thanh vạn kiếp mắt lạnh nhìn về phía Thanh Lam, đã nhận ra được cái gì? Ta. Thanh Lam nhìn phụ thân, há miệng một cái ba, cũng không biết nên nói cái gì. Mà vào lúc này, Thanh vạn kiếp đã lao ra đại điện, bất luận Thanh Lam vì sao phải bảo vệ Diệp Thần, chỉ cần hắn có thể bắt được Diệp Thần hơi thở, liền nhất định có thể đem Diệp Thần bắt trở lại. Chỉ là làm Thanh vạn kiếp đến đại điện ra lúc đó, nhưng phát hiện mới vừa còn tồn tại trần dạ hơi thở, bây giờ lại đã tan biến không còn dấu tích, bị người xóa đi hết. Mà lau đi hơi thở thủ đoạn, còn hơi có vẻ non nớt, Thanh Vạn Kiếp nhận ra được Thanh Lam động thủ dấu vết, ánh mắt đổi được thâm thúy. Thanh Lam, cho ta một cái giải thích đi. Giờ phút này, nhìn mới vừa từ trong đại điện nóng này đi ra Thanh Lam, Thanh Vạn Kiếp ngưng mắt nhìn nàng, giọng trầm thấp mở miệng nói. Cái gì giải thích? Thanh Lam một bộ dáng vẻ không hiểu, kinh ngạc nhìn Thanh Vạn Kiếp, ta không biết ngài đang nói gì. Hừ, Ngươi là con gái ta, ta đối với ngươi nhất biết rõ. Thanh Vạn Kiếp thốt nhiên giận dữ, không nghĩ tới Thanh Lam cũng đã bị mình phát hiện chân ngựa, vẫn còn ở nơi này giả bộ ngu. Ngươi để cho chạy trần dạ, còn muốn giúp hắn xóa đi dấu vết, rốt cuộc là tại sao? Thanh Vạn Kiếp căm tức nhìn Thanh Lam, lớn tiếng dày, Ngươi phải biết, ngươi là con gái ta, là tử linh điện người, tại sao phải giúp một cái mang lòng xấu xa trần dạ? Nghe được Thanh Vạn Kiếp đã phát hiện mình làm hết thảy, Thanh Lam cũng sẽ không làm bộ làm tịch, nhìn thẳng Thanh Vạn Kiếp ánh mắt vô cùng kiên định. Phụ thân, ngươi chắc nhìn ra, cái này Trần Dạ thân phận không đơn giản, thiên phú lại là siêu quần, chúng ta ngăn cản hắn lấy được được huyết mạch sơ khai, chẳng qua là hạn chế hắn. Ta tin tưởng, Trần Dạ tương lai không thể giới hạn, mà ta để cho chạy hắn, hôm nay nhân quả, có lẽ là tương lai hy vọng. Thanh Lam trong mắt hiện lên lau một cái lệ quang, phụ thân, ta biết sau lưng ngươi lưng đeo cái gì, vậy là như thế nào trọng áp, ta hy vọng tìm một người có thể giúp ngươi chia sẻ. Trần Dạ không giống như là người vong ân phụ nghĩa, chuyện hôm nay, ngày sau định có thể được hồi báo, có lẽ có thể vì ngươi tìm tới một cái sóng vai tác chiến người. Nghe nói như vậy, Thanh Vạn Kiếp ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Thanh Lam nghĩ lại xa như vậy, hơn nữa còn là ở cân nhắc cho mình, cho nên mới tận lực để cho chạy Trần Dạ. Nhìn Thanh Lam, Thanh Vạn Kiếp ánh mắt phức tạp, lắc đầu một cái, đứa nhỏ ngốc, ngươi nghĩ quá đơn giản, nhân tâm phức tạp, ai biết cái này Trần Dạ rốt cuộc là người nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng thanh vạn kiếp đã tha thứ thanh lam dẫu sao thanh lam là vì mình mới làm ra như vậy cử động còn như để cho chạy trần dạ huyền cơ nguyệt bên kia sẽ có như thế nào phản ứng thanh vạn kiếp nhưng là không quan tâm ở thanh vạn kiếp còn không có bại lộ dưới tình huống có phía trên người bảo vệ huyền cơ nguyệt còn không dám cầm thanh vạn kiếp như thế nào ngay tại thanh vạn kiếp suy tư lúc đó nhưng gặp trên bầu trời đế uy cuồn cuộn vô tận sức mạnh to lớn để cho bầu trời cũng hóa thành vòng xoáy gào thét gió lớn cuốn đi bốn phía phá hủy từng ngọn cụm núi mà ở vòng xoáy bên trong một đạo thân ảnh tản ra làm người ta dựng cả tóc gáy dùng mình từ trên bầu trời từng bước từng bước đạp không tới thanh vạn kiếp huyết mạch sơ khai đâu người tới chính là huyền cơ nguyệt nàng chân thân hạ xuống chính là muốn đổ thừa huyết mạch sơ khai là một bởi vì nàng đã nhận ra được trong đại điện đã không còn huyết mạch sơ khai hơi thở nhất định là bị người mang đi là ta mắt vụng về lại bị một cái hạng người xấu mang đi huyết mạch sơ khai thanh vạn kiếp nhìn thẳng huyền cơ nguyệt hơi có vẻ xấu hổ lắc đầu một cái, đem Trần Dạ chuyện cho biết Huyền Cơ Nguyệt. Nghe nói như vậy, Huyền Cơ Nguyệt sát ý cùng bạo, nàng đem huyết mạch sơ khai trấn áp tại Tử Linh Điện, bỏ ra giá lớn như vậy, lại tiền mất tật mang, hết thảy mưu đồ đều không có thể thành công, cái này làm cho nàng vô cùng tức giận. Đây là ngươi Tử Linh Điện sai lầm, là ngươi Thanh Vạn Kiếp sai lầm. Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh nhìn Thanh Vạn Kiếp, hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời. Giao phó. Thanh Vạn Kiếp nhìn Huyền Cơ Nguyệt, lắc đầu một cái, là ngươi giao cho đồ ta không dùng cái này trần dạ đem linh khí cũng bơm vào trong đó cũng không có thể phát hiện đầu mối cái này có thể không phải lỗi của ta huyết mạch sơ khai bị người đánh cắp chẳng những là ngươi tổn thất cũng là ta tổn thất ngươi không nên tìm ta muốn nói rõ mà là tìm trần dạ muốn nói rõ nghe nói như vậy huyền cơ nguyệt sắc mặt hơn nữa rét lạnh ngay sau đó đế uy bao phủ toàn bộ tử linh điện cái này uy áp đáng sợ để cho không thiếu sát thủ sắc mặt kịch biến không nhịn được quỳ sụp xuống đất ngươi muốn làm cái gì? Thanh vạn kiếp nhận ra được một màn này, cũng là sắc mặt lạnh lẽo, nhìn huyền cơ nguyệt đột nhiên quát hỏi nói. Để cho tử linh điện tất cả và vị kia trần dạ tiếp xúc qua người, tất cả đều tới đây cho ta. Huyền cơ nguyệt cao giọng phẫn nộ quát. Nghe vậy, thanh vạn kiếp ánh mắt chớp động, liếc thanh lam một mắt, như là khoát khoát tay, tỏ ý tử linh điện sát thủ nghe theo huyền cơ nguyệt hiệu lệnh. Dẫu sao, huyền cơ nguyệt cái yêu cầu này không hề coi là quá đáng, trần dạ đem huyết mạch sơ khai đánh cắp, bất kỳ cùng trần dạ có tiếp xúc qua người đều là khả nghi đối tượng đầu tiên huyền cơ nguyệt liền hỏi tuân liền từ linh điện còn sống mấy vị thiên cấp sát thủ bọn họ lúc ấy cùng diệp thần cùng chấn thủ huyết mạch sơ khai chỉ là mấy vị này thiên cấp sát thủ và diệp thần ngay cả lời cũng chưa nói qua chẳng qua là đang đối mặt kỳ tư thanh lúc sóng vai tác chiến thẩm vấn dưới vậy không nhận thấy được đầu mối gì bất quá căn cứ mấy vị thiên cấp sát thủ đối với kỳ tư thanh miêu tả huyền cơ nguyệt nhưng là mơ hồ đoán được kỳ tư thanh thân phận càng phát ra xác định Trần Dạ khả nghi. Huyền Cơ Nguyệt đem mỗi một tên sát thủ cũng thẩm vấn một lần, giờ phút này vậy đi tới Thanh Lam trước mặt. Diệp Thần là Thanh Lam tự mình tiến cử cho Thanh Vạn Kiếp, Diệp Thần vậy đã cứu Thanh Lam một mạng. Giữa hai người tiếp xúc là cả từ linh điện bên trong thường xuyên nhất, vì vậy Huyền Cơ Nguyệt đối với Thanh Lam hỏi mười phần tỉ mỉ. Giờ phút này, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, Thanh Lam cũng là có có chút bất an, nhưng bề ngoài vẫn là phải biểu hiện vô cùng ổn định, không thể lộ ra đầu mối. Huyền Cơ Nguyệt thẩm vấn liền rất nhiều. Thanh Lam đối đáp trôi chảy, cũng không có vấn đề gì. Ngay tại Thanh Lam lấy là kém không nhiều mông phối hợp đi qua thời điểm, Huyền Cơ Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi nói, Trần Dạ rời đi lúc đó, ngươi đang làm gì, ngươi không thấy hắn sao. Nghe vậy, Thanh Lam thần sắc ngẩn ra, nhìn Huyền Cơ Nguyệt uy áp ánh mắt, cảm giác có lòng thần bị đẩy vào vô tận vòng xoáy bên trong, ý thức đều có chút mơ hồ. Ta, ta, hụ, Thanh Vạn Kiếp đột nhiên nhẹ hụ một tiếng. Thanh Lam mơ hồ ý thức đột nhiên thanh tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi sau đó nhìn huyền cơ nguyệt nói trần dạ rời đi lúc đó ta còn ở trong gian phòng cũng không nhìn thấy hắn nghe vậy huyền cơ nguyệt ánh mắt thâm thúy nhìn thanh vạn kiếp một mắt nàng mơ hồ nhận ra được một ít thứ nhưng thanh vạn kiếp đứng sau lưng thiên nhân vực người nàng không tốt xé rách mặt hừ lập tức thông chi một chút đi ở cả giới và vực ngoại phong sát trần dạ phàm là thấy giết chết không bị tội lời này vừa nói ra từ linh điện chấn động từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn huyền cơ nguyệt không nghĩ tới huyền cơ nguyệt lại trực tiếp phong sát thủ đoạn này quá mức đáng sợ chỉ tiếc tại chỗ tất cả mọi người đều không biết trần dạ chẳng qua là diệp thần dùng tên giả mà thôi liên liên dáng vẻ cũng là ngụy trang phong sát trần dạ căn bản không có thể thành công bởi vì trần dạ giờ phút này đã nhân gian bốc hơi biến thành diệp thần đi ở một cái cuồn cuộn sông dài bên cạnh diệp thần ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tử linh điện chỗ ở phương vị giờ phút này hắn cách tử linh điện đã trăm lẻ tám ngàn dặm xa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm Hô. Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, như có Thanh Lam thả hắn một lần, nếu không chỉ cần Thanh Lam lại trì hoãn chốc lát, hắn thì không thể từ Thanh Vạn Kiếp dưới quyền chạy khỏi. Sơ một cái trên mình huyết mạch sơ khai, Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái kích động, có huyết mạch sơ khai, Tiểu Hoàng liền có thể hoàn toàn thức tỉnh trở thành hai con người ác mộng, thực lực ắt sẽ đại tăng. Mà Tiểu Hoàng trước mắt ở chấn thủ thần quốc, Diệp Thần vì vậy cũng phải chạy tới thần quốc, dẫu sao đã nhiều ngày chưa có trở về đi, cũng nên xem xem thần quốc cố nhân. Bất quá trước lúc này, Diệp Thần còn phải làm hai chuyện. Thứ nhất, trước khi rời đi đi gặp vừa gặp cố nhân. Bảo đảm những người này sẽ không xảy ra chuyện. Thứ hai, luyện hóa thuộc về mình tự tại thiên. Đến đây là hết rồi. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.